Hello hello, chị Kính đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Ôi trời ơi, các bạn có biết không, mấy ngày nay chị Kính mất ăn mất ngủ vì kênh Thu Hiền TV đây này. Để xem kênh Thu Hiền TV vì sao lại được nhiều bạn yêu thích và muốn tìm hiểu như vậy nhỉ? Cùng vén màn những bí mật của biệt đội tìm Thu Hiền TV nào. Get go get go. Câu 1, chỉ có fan cứng 100% của Thu Hiền TV mới biết team Thu Hiền TV có bao nhiêu thành viên. U là trời, từ trước đến giờ chị Kính chưa thấy một kênh YouTube nào mà lại có nhiều thành viên như Thu Hiền TV, nhiều đến nỗi mà chị Kính không thể đếm hết được cơ mà. Ở đây có bạn nào biết team Thu Hiền TV có chính xác bao nhiêu thành viên không nhỉ? Bình luận cho chị Kính biết với nha. Và dù không biết team Thu Hiền TV có chính xác bao nhiêu thành viên, nhưng chị Kính vẫn biết thành viên nào của team được yêu thích nhất nè. Bạn đoán đó là Linh Trang hay là Thu Hiền nhở? Quá đúng không các bạn? Đương nhiên là chị Hiền xinh đẹp, dịu dàng của chúng mình rồi. Chị Hiền không những xinh mà các vai diễn trong kênh Thu Hiền TV chị ấy đóng cũng được rất nhiều bạn yêu thích nha. Và hầu hết trong tất cả các video đều có mặt của chị Hiền đúng không nào? Còn bạn thì sao? Thành viên nào được bạn yêu thích nhất team nhỏ? Hãy bình luận tên thành viên mà bạn yêu thích nhất Thu Hiền TV xuống phía dưới video nhé. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau khám phá về chị Thu Hiền. Bạn có biết chị Thu Hiền thuộc cung hoàng đạo nào không? Thu Hiền sinh ngày 12 tháng 3 năm 2001 thuộc cung Song Ngư và cầm kinh con rắn. Chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều từ cung hoàng đạo Song Ngư mà tính cách của chị Hiền lúc nào cũng toát lên sự lạc quan yêu đời và vui vẻ, cởi mở, ôn hòa trong khi giao tiếp, tạo được ấn tượng với người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong tình yêu, Song Ngư cũng là nhóm cung lãng mạn và đa tình, thế nhưng chị Thu Hiền của chúng ta lại khác nha. Khi rơi vào lưới tình, chị ấy đã không thể nào thoát ra được. Bạn có biết ai là người đã khiến cho chị Thu Hiền xinh đẹp và tài năng của chúng mình u mê không lối thoát như vậy không nhở? Để chị Kính bật mí cho các bạn biết nha, người yêu của chị Thu Hiền là anh Nguyễn Xuân Phương đến từ vùng đất Hà Nam. Đúng là trai tài, gái xinh, xứng đôi mà vừa lứa mà. Thật là đẹp đôi đúng không nào? Các bạn fan cứng của chị Thu Hiền TV, còn ai biết thêm thông tin gì của cặp đôi này thì hãy comment xuống phía dưới để chị Kính hóng với nha. Câu 5, các bạn có biết thành viên nào của Thu Hiền TV mới rời team hay không? Mới gần đây, Thu Hiền đã có thông báo chính thức trên trang cá nhân là cô đã rời khỏi kênh Thu Hiền TV rồi. Buồn thì có buồn thật đấy, nhưng mà mong chị Hiền sẽ sớm có công việc mới và thành công trong thời gian tới nha. Có bạn fan nào hụt hẫng khi phải chia tay chị Hiền rời kênh Thu Hiền TV không nhở? Câu 6, vậy ai là thành viên mới trong team Thu Hiền TV? Mới của team là chị Phương Linh nha. Chị mới tham gia vào team Thu Hiền TV 1 tháng nhưng chị ấy đã rất nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và không thể kể đến tài năng diễn xuất của chị Phương Linh rồi. Ngoài chị Linh ra thì còn có rất nhiều thành viên mới khác nữa nha. Ái chà, đã có ai xem những video của thành viên mới trong team Thu Hiền TV đóng chưa nào? Nếu bạn xem rồi thì nhận xét cho chị Kính biết bạn yêu thích team cũ hơn hay là team mới của Thu Hiền TV hơn nhé. Câu 7, sau khi Thu Hiền rời đi thì ai là người đại diện kênh Thu Hiền TV? Úi trời, đó chính là chị Linh Trang nha. Cô nàng cũng là thành viên từ những ngày đầu của kênh Thu Hiền TV. Số lượng fan của chị Trang cũng không thua kém gì chị Hiền. Bạn yêu thích chị Trang hơn hay là chị Hiền hơn nhỏ? Cùng bình luận xem fan của ai nhiều hơn nào. Get go, get go. Câu 8, cứ mãi nói toàn các chị xinh gái thôi, suýt nữa thì quên các anh đẹp trai trong team Thu Hiền TV rồi này. Anh Tú và anh Tuấn, bạn thấy anh nào đẹp trai hơn? U là trời các bạn ơi, Cao Anh Tú và Cao Anh Tuấn chính là hai anh em sinh đôi đó nha. Thế nhưng nhìn qua thì chị Kính thấy hai anh
anh ấy vẫn có nét khác nhau đúng không nào? Và bạn thấy ai đẹp trai hơn nhở? Chị Kính thì thấy anh Tú đẹp trai hơn nha. Bạn nào có cùng ý kiến với chị Kính thì bình luận xuống phía dưới video nhé. Câu 9, mấy bạn bình luận xong hết chưa nhở? Xong rồi thì gác lại câu chuyện đẹp trai ở đây thôi. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu xem các chàng trai của chúng ta thuộc cung hoàng đạo nào nha. Mở màn sẽ là anh Tú và anh Tuấn đi nhở. Bạn đoán hai anh ấy thuộc cung Nhân Mã hay là cung Xử Nữ nè? Gái của chúng ta hào hứng lắm đây. Anh Tú và anh Tuấn sinh ngày 8 tháng 9 năm 1997, Thần Tinh Con Trâu, thuộc cung Xử Nữ nha. Vì thuộc cung Xử Nữ nên rất lãng mạn, tinh tế và nhận được nhiều cảm tình của những cô nàng xung quanh. Và cũng là một người khá dễ tính khi có thể hòa đồng với tất cả những người bạn trong đoàn phim. Có thể nói, anh Tú và anh Tuấn là hai thành viên dễ tính nhất trong tất cả các thành viên team Thu Hiền TV đấy. Bạn có cùng cung hoàng đạo với hai anh ấy không nhở? Hay là bạn thuộc cung hoàng đạo nào? Cùng bình luận tên cung hoàng đạo của bạn, chị Kính sẽ tiết lộ tính cách của cung hoàng đạo ấy nha. Câu 10. Ngoài hai anh đẹp trai là anh Tuấn và anh Tú ra, thì còn có một anh nữa rất đẹp trai và hài hước cơ, đó chính là Hưng Tino. Không biết các bạn fan mềm của Thu Hiền TV có ai yêu thích anh Hưng Tino không nhỉ? Và nếu yêu thích anh ấy thì bạn có biết anh ấy thuộc cung hoàng đạo nào hay không? Có tên thật là Trần Hưng, anh sinh ngày 8 tháng 2 năm 1996 và thuộc cung Bảo Bình. Những chàng trai cung Bảo Bình rất sáng tạo, thông minh và kiên định, luôn sẵn sàng bảo vệ những người thân xung quanh mình và rất trung tình nữa nha. Ai là cung Bảo Bình thì nhấn like video cho sự tuyệt vời này ngay nào. Câu 11, tiếp theo là chị Linh Trang. Bạn có biết chị ấy thuộc cung Nhân Mã hay là cung Ma Kết không nhở? Sinh ngày 26 tháng 11 và thuộc cung Nhân Mã, là cô gái dịu dàng, tình cảm nhưng cũng khá mạnh mẽ đó nha. Đây cũng là những cô gái hòa đồng và được nhiều người quý mến, đặc biệt là có số giàu sang. Chúc mừng những bạn nào có cùng cung Nhân Mã với chị Linh Trang nhé. Câu 12, nhiều bạn cho rằng Thu Hiền TV là bản sao của Miu Miu TV. Vậy theo bạn, Miu Miu TV và Thu Hiền TV, kênh nào nổi tiếng hơn? Thấy kênh nào hay hơn và nổi tiếng hơn nhở? Hãy bình chọn cho kênh mà bạn yêu thích hơn xuống phía dưới video nhé. Vừa rồi chúng ta đã đi qua 10 bí mật của kênh Thu Hiền TV. Nếu bạn muốn chị Kính làm thêm về idol nào thì hãy bình luận xuống phía dưới video hoặc là inbox qua Zalo cho chị Kính nha. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay thật hay và thú vị thì hãy nhấn like và nhấn subscribe kênh chị Kính Đố Vui để nhận thông báo khi có video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!